Hello, cuộc sống Sài Gòn TV xin chào tất cả các bạn. Nhận định trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ gặp nhau vào lúc 15 giờ chiều nay nha các bạn, tại Philippines. Hiện tại là chúng ta đang có lợi thế về thứ nhất là về cái tinh thần cũng như là cái tỷ số nha các bạn. Chiều nay vào lúc 15 giờ thì đội tuyển Việt Nam sẽ đá với đội tuyển Thái Lan, xem như là một trận chung kết sớm của SEA Games 30. Nếu chúng ta có một kết quả thuận lợi trong chiều nay thì không những là chúng ta vào được bán kết mà còn loại bỏ được đối thủ nguy hiểm nhất trên cái hành trình chinh phục huy chương vàng môn bóng đá SEA Games 30 nha các bạn. Thì trước cái viễn cảnh đó là ít ai nghĩ tới trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan là loại nhau ở lượt đấu cuối. Tuy nhiên trận đấu ra quân với những cái thất bại của Thái Lan đã thay đổi tất cả. Có trước Indonesia có những hiện tại là Thái Lan đã có 9 điểm và Indonesia có 9 điểm và Việt Nam có 12 điểm. Hiệu số của Việt Nam là hiện tại là cộng 13. Hiện tại hiệu số của Thái Lan là cộng 8. Hiệu số của Thái Lan là cộng 10 và hiệu số của đội tuyển Indonesia là cộng 13 nha các bạn. Hiện tại là cái vòng sóng sủa nhất đó là đội tuyển Indonesia đã chắc chắn có một tấm vé vào trận chơi trận bán kết nha các bạn. Còn hiện tại là diễn biến của bảng B thì đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan, thì nếu mà chiều nay chúng ta loại Thái Lan hoặc thua Thái Lan một trái đi nữa thì chúng ta vẫn vào chơi trận bán kết và có thể là đến trận chung kết nha các bạn. Cuộc sống Sài Gòn TV sẽ cập nhật những hình ảnh mới nhất về cái không khí xem bóng đá ở Sài Gòn tại đường Nguyễn Huệ cho các bạn xem. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Cuộc sống Sài Gòn TV. Hẹn gặp lại các bạn trong chiều nay, chương trực trực tiếp cái không khí xem bóng đá náo nhiệt của người dân Sài Gòn tại đường Hoa Nguyễn Huệ cũng như là khu đi bộ Nguyễn Huệ nha các bạn. Rồi, các bạn nhớ đăng ký để xem những cái hình ảnh mới nhất về cái không khí này nha các bạn. Fields we go, laughing all the way. Bells
sun bobtailing, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. We ran into a